Thưa quý vị, khi đề cập đến sự phổ biến của xe điện trên thế giới, phần lớn mọi người sẽ nghĩ đến Tesla, hãng xe dẫn đầu toàn cầu hiện tại. Tuy nhiên, thương hiệu bán chạy nhất tại các thị trường xe chạy nhiên liệu sạch mới nổi ở Brazil, Israel và Thái Lan lại không phải Tesla mà là BYD. Hãng xe điện Trung Quốc đang ngày càng hiện diện nhiều trên các con phố Sydney hay Delhi. Quý một năm nay, BYD đã vượt Volkswagen, trở thành thương hiệu bán xe chạy nhất Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đây là đòn giáng và sự thống trị của Volkswagen tại đây suốt 15 năm qua. Theo số liệu của Hiệp hội Xe chở khách Trung Quốc, BYD chiếm 39% doanh số xe chạy nhiên liệu mới. BYD cũng đang tích cực mở rộng ra thế giới. Gần đây, họ tiến vào thị trường Mexico, Tây Ban Nha và Anh. Sau khi xuất khẩu lô xe đầu tiên sang Na Uy vào năm 2021, họ hiện còn bán sang Singapore, Thụy Điển. Đây là những thắng lợi thực sự với một thương hiệu hàng tiêu dùng Trung Quốc. BYD được ưa chuộng nhiều thiết kế bắt mắt, nhiều tính năng và giá cả phải chăng. Năm ngoái, BYD bán 1,8 triệu xe chạy năng lượng mới, hơn gấp đôi 4 năm trước cộng lại. Số nhân viên của họ trên toàn cầu cũng đã tăng gấp đôi lên 570.000 người. Con số này cao hơn 200.000 so với hãng xe lớn nhất thế giới hiện tại là Toyota Motor. Năm ngoái cũng đánh dấu bước ngoặt với doanh thu quốc tế của BYD. Hãng này chỉ mới xuất khẩu xe năm 2021. Năm nay, BYD đặt mục tiêu bán 3,7 triệu xe điện hoàn toàn và xe chạy điện xăng. Trong khi đó, Tesla cho biết họ có thể sản xuất 2 triệu xe điện năm 2023. Dù vậy, BYD có lợi thế hơn do Elon Musk chỉ sản xuất xe thuần điện. BYD đã trở thành hãng xe chạy năng lượng sạch hàng đầu tại Brazil, Colombia, Israel và Thái Lan trong quý I. Tại các nước này, họ đã vượt BMW, Renault và cả các đối thủ đồng hương Geely, Hozon New Energy Automobile. Còn tại Australia, Ấn Độ và New Zealand, họ hiện nằm trong top 5.